Bệnh viện Đa khoa Đại An. Địa chỉ: Quốc lộ 45, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bệnh viện Đa khoa Đại An là bệnh viện tư nhân đầu tiên đóng trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, hoạt động theo mô hình bệnh viện đa khoa. Bệnh viện cung cấp hầu hết các dịch vụ khám và điều trị cho tất cả các bệnh nhân. Với quy hoạch không gian thoáng đãng, thuận tiện về giao thông cho bà con nhân dân đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện. Được sự cho phép của Sở Y tế Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Đại An chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2018. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Đại An là đơn vị tuyến huyện đầu tiên được cấp phép vận chuyển cấp cứu bệnh nhân, phục vụ người bệnh 24/24 giờ, với đầy đủ trang thiết bị cấp cứu hiện đại. Quốc lộ 45, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.